500 triệu mình làm tăng được tài sản một cách tương đối tốt. Cái cách đầu tiên có lẽ là nên tích một ít tiền đâu đấy khoảng tầm 3-40 triệu đi học phát triển bản thân theo những cái ngành nghề mà mình mong muốn, hoặc theo những cái tầm nhìn, cái góc nhìn, cái đam mê của mình. Nếu mình muốn trở thành một trong những người mà mình muốn trở thành trong cái lĩnh vực gì đó, mình sẽ có cái góc nhìn với cái lăng kính của mình, thì mình sẽ biết là thời điểm này ta nên làm cái gì cho nó phù hợp, và sau đấy mình đã thay đổi hoàn toàn về góc nhìn, cái sự lắng nghe, cái sự ghi nhận và cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn.